Là mình bán đậu hũ phải không anh? Dạ, bán đậu hũ. Dạ, ồ, có bếp lửa luôn hả ta? Dạ. Anh có phải là anh Bình không ta? Dạ phải. Anh Bình hả? À, Lê Anh Bình. Lê Anh Bình. Dạ. Ủa mình nước chi vậy anh? Nước mình để dành mình rửa tay rồi đó. Ồ. Dạ. Ồ, có nhiều cái này đủ rùi không ta? Dạ. Người ta nói hay nước đủ rùi nè. Nước đuổi ruồi mà nước này mình để dành rửa tay đuổi ruồi như người ta bán đồ mà như là ba cái thịt này kia đó, ba cái đồ ăn rồi đó. À. Ruồi nó bu, chúng ta treo không học. Còn cái này là mình không phải vậy. Dạ. Còn cái này là mình để dành rửa tay thôi, chứ mình sạch sẽ chút. À. Chứ không phải rửa tay. Bán còn nhiều không anh? Còn cái này còn chừng trăm ngoài mấy. Ở trăm. Một đăng nó là sao? Ồ, còn thấy ông đủ không đó? Ôi. Mình là lúc đi mình chắc dung lên này luôn hả? Chắc lên tới này, chắc lên tới bắt đầu nó đạn phải không? Mình chắc nó đốt lửa cũng sẹp luôn. À. Chắc thêm nữa, chắc nào mà nó đầy cái nắp này thôi rồi. Cái đầy nó còn hở vậy nè. Đầy hả? Nhiều lắm. Dạ. Chắc là phải cho chữ. Anh Bình ở đâu ta? Vĩnh Sương. Vĩnh Sương là thuộc Tân Châu rồi. Tân Châu đi lên. Bây giờ từ đó chạy qua đây luôn hả? Ờ, em ở ngay Cổng Đình luôn. Ừ. Đình Vĩnh Sương. Đình Vĩnh Sương. Tính là chạy qua Châu Đốc lại cũng tầm cỡ mấy chục cây đó. Dạ. Qua tới này là cỡ bao nhiêu cây ta? Cả chừng cả 40 cây. Ôi giời, dữ vậy. 40 cây. 40 cây. 40 cây ở đó. Lúc nào anh Bình cũng phải giữ lửa vậy luôn ha. Dạ lửa thì còn mình muốn cho nó khói một chút đúng không? Thì mình chạy lại gì? Mình đậy kính lại gì? À. Mình đậy kính gì là nó khói nhiều. Còn mình anh đậy thì nó khói nhiều. Đậy này nó không có khói. Mình phải đậy lại là như thường thường mình thấy mà khách đông á, mình đậy lại cho nó có khói cái ta nhìn cái ta nói cái xe ông này cháy. Rồi cái ta gặp cái ta ủng hộ nó mua chứ không phải là mình muốn cho khói. Ôi dạ. Để mình đậy cho khói. À, cũng là cái chiêu á. Gặp người ta đông quá không, mình đậy cái này lại cho nó khói cho nó mịt ra như đó. Rồi cái ta nói xe ông cháy rồi cái ta gặp đủ luôn. À, cái không phải là mình đốt cho nó khói. Chứ không mình đốt lửa là nó ngon hơn cái bếp ga. Đúng rồi, nó này kia lắm. Lửa lại nó ngon. Ừ, chứ phong thủy người ta thấy cái gì khói người ta khói à. Ờ. Chứ mà đốt lửa cháy giống như là ta cảm nhận là nóng á, tươi nóng á, giống như thịt anh thấy không? Dạ. Ta nướng á là thấy tươi nóng mà ta ghé ta mua nhiều à. Ờ. Ta nhìn cái ngọn cái này có là cái ta thấy gì ta mua. Dạ. Chứ không phải công mà chứ mình để mà nó không có khói cái người ta gặp người ta đâu có biết gì đâu. Dạ. Mình bán này đậu hũ mình kẹp với rau răm hả? Dạ, muối tiêu chanh rau răm luôn. Muối tiêu chanh rau răm luôn. Đây à, muối này, muối tiêu này thấy không? Đó. Muối này là em rang là phải cho nó đục gì nè. Còn mà nó trắng là nó không có ngon. Ừ. Mình rang sao mà cho nó đục gì nè. Đục nó mới ngon. Vì đó như là mình mua muối cục dài phải không? Mình xay ra. Mình đập ra một cái mình cũng xay lên cho nhuyễn mình mới rang. Chứ không mà mình rang anh mua muối bột là không có ra không ngon. Tại sao mà cho nó ngà, muối gì là nó mới ngon nè. Còn mà nó trắng như của người ta là nó mặn chát. Dù cho anh để bột ngọt cỡ nào nó cũng mặn. Vậy đó. Cũng là bí quyết ha. Dạ. Chứ đâu có bình thường nó ngon được. Còn cái này là muối ớt hả? Dạ, muối ớt. Ớt mà sao nhìn nó khác chứ tương quá ta. Ớt này là mình mua về phải không? Mình rửa mình ngâm một chút đi. Bắt đầu cái mình rửa rồi phải không? Là tại vì thường thường ớt thì nó có khi mình nó bẻ về đó nó mua về đó phải không? Cái nó xịt cái hơi cay vô đó, xịt cho nó đừng có nồng á. Nước đó là nước thuốc không ăn. Không rửa là người ta ăn bệnh mềm ta. Mình phải rửa lại cái mình nấu cho ớt cho nó mềm. Nấu cho ớt cho nó mềm bắt đầu cái mình mới xay là nó đựng gì. Còn nếu mà mình không có nấu á là mình xay ra nước là ra nước, ớt là ra ớt, nó không có ngon, nó không có nhựa, nó nấu trước mình mới xay, mình nấu cho ớt cho nó mềm rồi mình mới xay, nó ngon, nó thơm. Còn mà mình không nấu là nó không ngon. Vậy đó. Vì em bán vậy nè, rồi cái người ta hỏi sao mà ông chỉ người ta hết rồi người ta đi ra ta bán rồi ông hỏi sao tôi nói ông có đâu, người ta làm được, ta nuôi gia đình con, nuôi vợ nuôi con ta. Ở nuôi cả bản thân ra mà mình thấy mình cũng được. Chứ mà mình giấu quá thấy nó cũng chết cũng đâu có mang theo đâu. À đúng rồi. Tại mình sống mình nên bây giờ cũng không có khổ. Sống bình bình được thứ là để bà tâm vậy tốt ha, tức là mình nghĩ về người ta nữa chứ không phải là chỉ một mình không. Dạ có khi em cũng chỉ người ta nấu sữa, bán sữa đậu nành á. Dạ người ta nói rồi còn chỉ cái thịt nó nấu mới ngon, biết sao không? Khi mình nấu sữa chín á, chín thiệt là chín không, cái mình lượt lại, lượt nước sữa là mình uống của mình nó y gan là nước sữa trong chai mà nó bán vậy. Còn mà mình nấu mà không lượt khác là uống nó hơi nhấp cào. Vậy đó. Anh Bình bán đậu hũ còn mấy nữa không? Không bán đậu hũ không ạ. Dạ trước thì có bán bánh bao này kia rồi cái nghỉ giờ bán đậu hũ. Đúng rồi, cái này đúng là của bánh bao đúng không? Cái nồi nè. Anh bán đậu hũ bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu rồi, 6-7 năm mà nói 6-7 năm chứ nó cũng lâu. Tại vì cái đậu hũ này là lúc mà trước năm 2000 á là người ta có ăn đậu hũ này, tại vì biết sao đậu đó là trước năm 2000 nó là tăng cư không à. Không có ai mặn đâu, bán cá bán không được. Khi qua năm 2000 là tao mới ăn cá lại thôi. Là mình bán là mình đó, là mình rút kinh nghiệm ra mình mới đi bán thử này. Cái thực tế là mình cũng không biết bán cái này này. Từ trước năm 2000 đó, là nói là nhà nào cũng ăn tương chứ không phải nhà nào không ăn. Kiếm đạn mặn hay cố. Vậy đó. Mà thấy nếu như mình đi bán người ta mua được cho mình á, người ta ủng hộ mình và mình thấy mình cũng được. Cũng mình cũng tên giúp cho mình thì cũng được. Dạ chúng được, mình sống mình. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Mình tốt người ta thương thôi à, tự động ta thương thôi. Chứ như lúc anh chỉ như vậy người ta thấy thương á, ta sẽ tìm tới anh ta mua à. Để em sẽ anh một miếng anh ăn thử nha, ngon lắm. Dạ dạ. Bao nhiêu đó em mua đi nha. Thôi, bao nhiêu bán cho một miếng này. Thôi, bình thường nói với em là một miếng là bình thường. Không dám xong là ông mua tiếp 50 mà. Vậy đó. Anh Bình đó mình cảm nhận rất là thân thiện nha bà con nha. Ở thằng đây là cách làm của anh nào. Ở sớm chữ em nói sao à, mà đi chỉ là gì cuộc sống của mình. Dạ. Chứ mình thấy chỉ mà người ta bán có thì cũng được, người dạ, có người duyên, quan trọng có duyên nữa anh ơi. Chứ không phải là chỉ xong mà ta làm ngon mà bán được đâu. Người ta bán được phải không? Ta nuôi gia đình ta, nuôi dòng họ ta, nuôi anh em ta rồi mình cũng được để múc. Dạ. Chứ đâu phải mình nước ớt của em để vô là không phải như mà nếu mà anh để nước giấm là nó không ngon nha. Anh phải để nước đường thôi. Đó. Nó hấp dẫn lắm. Nè anh dùng thử rồi ok để em thử coi. Như bán đậu hũ cho kia hả? Đây bà con ơi, nóng hổi luôn bà con ơi, nóng hổi luôn nè nha. Bỏ cho nóng hổi nữa. Bình thường bán một cái là mấy ngàn anh? Em bán một miếng 5.000. À một miếng là 5.000 nha. 5.000 mình mới được cầm nóng hổi luôn nè. Nóng quá mình chưa ăn được bà con một xíu đó. Cùng ăn thử. Đây, bán cho khách luôn nè. Một ngày làm bán bao nhiêu miếng vậy? 300 miếng. Trời 300 miếng một ngày. Nó bỏ hết chung luôn cái xe nào không? Là để này. Còn mà mình bán ở quê mình đó là lúc Tết đó không? Dạ. Là cũng 8-900. 8-900 đó là mình bán ở quê mình á. Mà biết sao không? Cái mình bán 300 miếng này rồi đó thôi. Cái mình điện chú lò là mình còn trong ngoài đó làm điện nó cái nó chắc mới trở đem lại, chắc trở đem lại. Chứ không phải mà mình chắc đem theo hết. Dạ. Nóng mà con hả? Dạ. Hấp lắm không? Em bán là bởi vì khách du lịch này kia nói sao mà nghe không? Thấy lắm biết ngon không? Đậu hũ nó rất là dễ ăn, nó rất là dễ ăn, đúng không? Rất đơn giản bà con nha, đơn giản dễ ăn. Chị ơi, 5 miếng đậu vậy chị? Này đói là ăn rất ngon à. Có bánh đàm mà không? Tôi thấy trên đường có nhiều người bán giống anh không? Cũng có mà có một cái là nó làm nó chế biến cái đó thì em bán cho em mua đang ba vậy không bán được gì hết trơn luôn. Dạ. Trước em có chế một món là như nó nguyên cái bằng của em á. Dạ. Là 20 mấy rồi, 30 mấy rồi đó. Dạ. là chế cái bánh mà cái gỏi dưa chua á mà em làm không được, tại vì nó làm ba cái dưa chua đó là nó làm ba cái chấm cánh tay không mà cái bột mình đó, rồi em không có làm bán đó nữa. Rồi lại chạy qua đây không sao đâu. Dính lại nhắm tay. Đéo không? Trên đường cũng có nhiều người bán, còn có một cái nó bán đậu chứ nó biết chặn, nó không biết là kêu chủ lò làm. Rồi nó ăn có khi nó vô giống nó hậu chua, có khi nó giống như bột, có khi giống như cơm nguội. Mà cái miếng đậu nó không có thơm mùi cỡ nha, không bao giờ thơm. Bởi vì nó là nó bán là khu em là khu có cái đấy. Đúng rồi, cảm nhận ăn nó không thơm sữa. Nó không thơm mùi sữa là mình bán không được. Người ta ăn một lần sau đó người ta không mua nữa. Tại vì mình nó trắng nó thơm mà nó béo mà nó thơm mùi sữa đâu nặng là người ta thích nữa. Ăn nó thơm. Tại vì mình ăn mà nó đủ mà vô giống như cơm nguội. Và đó này là bán chỉ đừng lần hay lần. Bởi vì mà bán chung với em á, người ta bán chung với em là một lần ta ăn miếng đủ của em rồi, ăn đủ rồi đó là sao là hết bán với em được. Tại em bởi vì em thấy người ta mà bán trên đường em cứ đi em tránh cho người ta bán. Có khi người ta kêu em lợ luôn đó, đăng cái người đang bán đó kêu em lợ em không qua không ghé, em không nghe chạy luôn. Lý sao mình trang đó mình bán người ta không bán không được, tụi người ta tự làm gì đó chí giống như mình lấy miếng cơm của người ta thấy thương tao không? Nếu mình bán thì ta không được vui đó. Ai cũng vậy thôi, cũng như em cũng vậy thôi. Mà em thì tự nhiên nếu ai ghé là bán được thì em mừng cho người đó. Em rất vui cho người đó. Chứ sao ta bán được thì ta gài sớm, vợ con ta. Ta nuôi gia đình, chung là ta cũng có hoàn cảnh ta mới đi bán như thế này. Chứ mình không, ai muốn đi đông gũi đâu. Với em là cái số em mùa đó khổ bây giờ em biết, sống rồi em biết cái thông cảm với nhau hết. Rồi có người ta không biết người ta này kia. Thì lúc người ta nói ông già bán em miếng thủ, bán tôi miếng thủ rồi cái con ta nó má mua miếng thủ nó nhiều mà kêu người ta ông già kia đâu. Cái thằng nhỏ nói cái tôi nguội lại liền. Chứ bởi chuyện nhỏ mà nó biết, còn mọi người lớn nói thí nữa thì biết chị mình ở đâu không? Biết chị mình ở đâu không? Em thấy lên cũng có nhiều người bán đó mà. Thấy có nhiều rồi, đúng rồi. Ông anh này có tâm rồi, cảm ơn á, cảm ơn anh Bình nha. Chú sức khỏe nha, cố gắng bán nhiều lên nha, ngày đạt chỉ tiêu được rồi. Rồi, chào anh. Đây bà con ơi, cảm ơn mình với anh Bình là mình cảm nhận anh rất là gọi là gần gũi, nó chạy xe đi đông gũi bán từng nơi gì đó. Các bạn xem nếu mà thấy thương anh Bình hay là hãy nhấn like và những lời bình luận tốt đẹp, chúc anh Bình tốt đẹp nha. Rồi, bây giờ Trân xin chào tạm biệt tất cả.